Xin phép quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép các vong linh theo Nguyễn Thị Huế sinh năm 1988 mượn ghế người trần gian. Rồi, vong linh lên đây nào. Vong linh theo Nguyễn Thị Huế là nam à? Nam phải không? Đúng không? Thật à? Thật mạnh tí nữa. Rồi. Có nhiều vong theo không? Nhiều không? Thế có phải bị mùa không? Cũng đi thỉnh mùa à? Thế à? Hay là các vong cứ theo họ vui à? Con Linh lên nói thì xem nào. Vong linh như là bùa ở trên Bắc Giang à? Bắc Giang à? Lạng Sơn à? Cái tỉnh nào? Bắc Ninh à? Bắc Ninh à? Cô này đi lễ rồi thỉnh bùa về xong rồi bị dính luôn à? Thế à? Thế vong linh có hại gì cô ấy không? Hại không? À có à? Làm cái tình duyên cũ lận đận à? Công việc làm ăn có tốt không? Không tốt à? Tại vong linh nên biết không tốt đúng không? Thế vong linh đã hối hận vì làm hại cô ấy chưa? Rồi à? Hối hận rồi đúng không? Nếu mà các âm binh vong linh mà cứ đi theo hại người như thế này thì còn lâu mới còn được bắt xuống ngục ấy, không siêu thoát được. Càng gây nghiệp càng khổ, sau này tái kiếp không thành người tốt được, lành lặn được. Nhắm mắt tiếp, lại lên tiếp. Nào lên còn nghe thầy dạy, sau này còn tốt nhá. Nhớ chưa? Không được theo hại người nữa nhá. Giờ thầy giúp cho tất cả các vong linh, âm binh, cô hồn đi theo cô ấy được siêu thoát nhá. Phải sám hối với Phật mới được. À không đi à? Không muốn đi à? À thích, thích làm gì? Thích theo cô ấy tiếp à? Thích theo cô ấy tiếp hả? Yêu cô ấy à? Hiểu rồi. Thế là vong linh bây giờ cũng yêu cô ấy luôn hả? Thế là đây là vong linh người yêu đầu của cô đúng không? Người yêu đầu tiên à? Vừa vui mùa ngày theo mà vừa cả người yêu cũ đi theo hả? Hôm nay thầy cũng siêu thoát cho chàng luôn nhá. Phải được đi siêu thoát về cõi trung giới rồi mới được tái kiếp làm người nhá, rồi kiếp sau lại gặp nhau nhá ở trần gian. Chứ vong linh mà đi theo cô đấy thì cô vong linh cũng khổ mà cô cũng khổ ra, nhớ chưa? Rồi âm trần cách biệt nên là cô yêu cũng không lấy được mà nhá. Bây giờ vong linh phải đi tu tập đã, nhớ chưa? Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, cô này mắc cả bùa này. Rồi cả người yêu đầu tiên chết được không siêu thoát được, đi theo cô ấy. Hôm nay thầy giúp cho tất cả, cả vong linh bùa ngải, cả vong linh người yêu cũ của cô được siêu thoát nhá. Rồi, chuẩn bị lên đường nào. À, thầy thắp hương ở bên kia nhá, sang bên ban kia hưởng lộc nhá. Rồi, lát thầy sẽ hóa tiền vàng cho các vong linh nhá. Sao? À. Cho các vong linh buồn ngày đi nhá. Cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan thêm một tác, con cầu Địa Tạng Vương Tát đón được con tất cả các vong linh âm binh cô hồn theo người gia chủ này đi tu học, đi tái kiếp làm người.
cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan theo Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Tát đón con tất cả vong linh âm binh cô hồn theo Nguyễn Thị Huế sinh năm 1988 được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Con cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan theo Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Tát đón con tất cả vong linh âm binh cô hồn theo Nguyễn Thị Huế sinh năm 1988 được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Ngon chưa? Hết chưa? Hết à? Không vàng. Lắc lắc tí xong tốt chưa nào? Chú ơi, không vàng cho chị. Cả anh kia cũng theo đó. Mày cả ông Minh ngủ buồn ngại. Bùa không nào? Đấy là bùa gì rồi thầy? Bùa yêu. Đấy là dạy con đi thỉnh, nên là tại là con đi đường thì người ta theo đi. Chắc là gặp ông thầy nào đấy, ông đi xem ở đâu đấy, thầy ông thích rồi ông yêu luôn. Hay là thầy Minh ở ngã tư sở. À thế à? Thì ông cũng đưa con đến đây. À thế à, ừ. Có thể thế. Đấy là đấy cũng đợt cái vị thầy ấy trêu chọc một thời gian mấy ngày ấy, xong rồi con chặn hết số đấy rồi. Mà đợt đấy là thầy có lên điện thầy thắp hương, có lên khai tên tuổi ghi cho thầy ghi vào. Thế xong sau tối hôm đấy thì bắt đầu thầy gọi điện trêu chọc chặn hết. Thế chắc là chị Hồng gần đây đến nhiều hơn. Không đi thỉnh mà đợt đấy cũng đến mà thầy đấy xem. Chân lát thì chuyển năng lượng cho nó mất đỡ, nó đỡ hụt năng lượng. Vẫn không, cảm giác là khi nào mà hết thôi, cảm giác vẫn còn thì nhắm mắt lại để cho người ta lên. Vẫn còn thế. Rồi. Cho người ta lên hết, để giải hết đi. Cho đi hết rồi con. Rồi. Có phải vong linh mùa không? Ở mình không? Phải không? Dạ. Phải không? Rồi. Lại đến tiếp hả? Xếp hàng luôn, thầy giải luôn một thẻ nhá. Cho đi nhá. Rồi. Cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan theo Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Tát đón cho con tất cả vong linh âm binh theo người phụ nữ này được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Con cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan theo Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Tát đón cho con tất cả vong linh âm binh cô hồn theo người phụ nữ này được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Con cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan theo Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Tát đón cho con tất cả vong linh âm binh cô hồn theo người phụ nữ này được đi tu học đi tái kiếp làm người. Mỗi một lần ngửa đầu ra là một đám binh đi ra ngoài người.
các vong linh ra kia sám hối Phật nào, lấy Phật 5 cái, nhanh lên. Quỳ lên. Quỳ lên, quay sang mặt Phật. Nghe một tiếng chuông thì lại nhá. Quy Phật rồi, đi nha. Chưa tên là gì? Cường. Cái gì Cường? Nguyễn Văn Cường. Chưa tên nào nào? Vâng. Thầy chữa bệnh cho Nguyễn Văn Cường nhá. Nguyễn Văn Cường hết đau nhá. Rồi siêu thoát cho Nguyễn Văn Cường nhá. Đây là Nguyễn Văn Cường đúng không? Đúng hả? Ừ. Hôm nay về có về được cửa điện rồi, thầy sẽ giúp chữa bệnh cho Cường nhá. Để Cường được siêu thoát nhá. Thế bị đau ở đâu? Đầu à? Đau ở đầu hả? Giờ thầy chữa cho Cường nhá. Nào, thầy đang chữa nhá. Cường nhá, là thầy hướng Cường theo Phật nhá,
sớm được tu tập để tái kiếp cơ nhá. Cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Âm Bồ Tát và cầu địa tạng Bồ Tát đón cho con chân linh Nguyễn Văn Cường được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Âm Bồ Tát và cầu địa tạng Bồ Tát đón cho con chân linh Nguyễn Văn Cường được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Âm Bồ Tát và cầu địa tạng Bồ Tát đón cho con chân linh Nguyễn Văn Cường được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Tiên nhá, về với nhà nhá, gia đình sẽ thờ phụ vong linh nhá. Đi theo như này khổ lắm, tay cầm tiền này, tay đâu, rồi, thầy sẽ đưa vong linh đi nhá. Nói gì thì nói đi, thầy sẽ gửi lời vong linh đến cô ấy nhá. Vong linh vẫn rất yêu cô ấy, đúng không? Đau rồi, khóc gì nữa. Ôi, Cường đã tận số rồi, không may tai nạn thì mất nhá. Bây giờ Cường vẫn còn yêu cô này hả? Thương hả? Thương cô ấy không? Có à? Rồi, Cường lâu nay có đi theo bảo vệ cô ấy không? À có à? Cô phù hộ cho cô ấy nhá, giúp cô ấy vượt khó khăn nhá. Công việc cho tốt nhá. Thế Cường về được nhà chưa? Có về được nhà mình không? À không à. Thế con nhớ địa chỉ nhà không? Cha mẹ có thờ cúng không? Có bàn thờ ở nhà không? Đọc địa chỉ nhà đi, thầy cho về nhà. Địa chỉ nhà Cường là gì? Thôn Mải Hạ. Thôn Mải Hạ. Mải Hạ. Rồi. Xã? Xã Tân Thanh. Rồi. Huyện Lạng Giang. Tỉnh Bắc Giang à? Tỉnh Bắc Giang. Rồi thầy cho Cường về đục bát hương ở nhà Cường nhá. Ngửi trên bát hương cho cha mẹ thờ phụng nhá. Nào chuẩn bị về ở nhà nào. Con cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Âm Bồ Tát, con cầu địa tạng Vương Bồ Tát đón cho con linh hồn Nguyễn Văn Cường
về tại thôn Mãi Hạ, xã Tân Thanh, huyện Lạng thôn Mãi Hạ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Rồi, về bà đưa nhà mình đi nhá. Thầy Thỉnh cho về đấy rồi đấy. Alo. Nói nha em. Con chào thầy. Xin chào. Thầy ơi, thì khi nào thì con xem được ạ? Sốt ruột lắm rồi. À, sốt ruột lắm rồi à? Đợi thầy vài hôm nữa, thầy đang bận mấy hôm nhá. Mấy hôm đang lễ quá. Hôm nay mùng 1 Hà Nội. Vâng. Nhá. Rồi, cơ về nhà đi nhá. Phù hộ cho độ trì cho cô Huế này cho tốt nhá. Vẫn đi theo à? Ờ, thôi rồi, thầy cho đi theo mấy hôm nữa. Rồi thầy về cho về nhà nhá. Nhớ phù hộ cho cô ấy nhá. Rồi, cường giác khỏi người cô ấy đi. Nhanh nhanh nào. Cậu muốn nói với cha mẹ điều gì nữa không? À, có nói gì nhỉ? Muốn nói với cha mẹ như nào? Mẹ con mất rồi. À, mẹ con mất rồi à? Bố sao? Có gặp mẹ Diêm Phủ không? Gặp chưa? Có. Gặp mẹ già. Sao không đi theo chăm sóc mẹ? Muốn theo mẹ không? Muốn theo mẹ không? Có. Có, mẹ tên là gì? Tên là Hà Thị Khoa. Mất ngày bao nhiêu? Tháng mấy? 7 thì phải.
bây giờ Vong Linh đi tìm mẹ đi nhá, xem mẹ ở dưới âm thế nào nhá. Muốn đi không? Vong Linh có muốn cô này thờ Vong Linh không? Có à? Rồi thì cô sẽ về nằm bắt hương thờ Vong Linh nhá. Rồi Vong Linh phù hộ cho cô ấy nhá. Không được à? Không được cái gì? Cô đấy không muốn thờ. Không muốn thờ à? Thế thì sao Vong Linh đi theo? Thế Vong Linh đi theo làm gì nữa? Yêu cô ấy. Vong Linh có biết là yêu si mê như thế này cũng không siêu thoát được không? Biết à? Bây giờ Vong Linh phải đi tu học đã, siêu thoát đã nhá. Rồi mới có năng lực để phù hộ cho cô ấy, nhớ chưa? Chứ Vong Linh mà cứ ở trên làm ma như thế này Vong Linh khổ lắm, Vong Linh có năng lực đâu mà giúp, muốn giúp chả giúp được. Nhớ chưa? Thương cô ấy khổ. Thương cô ấy khổ thì Vong Linh phải siêu pháp thì mới giúp được cô ấy chứ. Có hiểu thầy không? Rồi, bây giờ Vong Linh phải theo Phật nhá. Thầy đưa anh đi luôn. Vong Linh phải theo Phật mới được siêu pháp rồi mới giúp được cô ấy nhá. Rồi hiểu rồi đúng không? Đúng rồi. Có muốn thầy giúp Vong Linh điều gì nữa không? Ừ. Hiểu rồi đúng không? Bây giờ theo Phật nhá. Rồi có năng lực tốt để phù hộ cho cô ấy nhá. Thế còn điều gì nữa? Bây giờ có tiền rồi, thầy vừa đốt cho Vong Linh rồi đấy. Nhá. Có điều kiện rồi nhá. Vong Linh có đói không? Có đói không? Mời Vong Linh ăn gì nhá, uống nước nhá. Cho Vong Linh cung nước mà, thay nước này. Đấy, sau lưng. Có bánh gì không? Không có bánh đâu. Rồi, Vong Linh uống cung nước nào. Uống nước đi. Thầy đang hỏi đây, nhé. Cho bạn ấy ăn uống đã rồi các bạn đi. Vậy là bây giờ con lại đi lại với một người ở trên Mạng Sơn, mà cái nhà cái người đấy lại gần cái đường Trần Đăng Linh, mà cái đường Trần Đăng Linh là cái đường ngày xưa anh Cường lại bị tai nạn chết trên đường Trần Đăng Linh. Mà con lại rất hay đi qua cái đường Trần Đăng Linh đấy. Lâu nay anh chết nhưng mà anh vẫn ở đấy, linh hồn anh ở đấy. Con có cảm giác là giờ thầy chiêu hồn Long Linh này về cho siêu pháp nhá, không phải ở đường nữa nhá. Rồi cho cái bánh nữa nào. Từ bây giờ Long Linh không phải ở đường nữa, thầy đưa Long Linh về nhà nhá, tại vị trí tại về thôn Mải Hạ nhá, về thôn Mải Hạ với gia đình nhá. Có phải vong Cường hay vong người khác thì sao lại cứ ra vào
Cường đấy, không ai vong người khác. Thầy Cường, con linh âm binh khác hết rồi. Cờ ăn cái bánh nhanh lên, ăn không bỏ không ăn à, uống nước rồi đúng không, rồi đi nhá, phải đến 1 đến 3 phải ra đi ngay lập tức này, bóp 2 3 về thôn Mái Hạ nào. Rồi mở mắt hẳn ra, đứng dậy ra rửa mặt.